Đã xong một quả trứng. Ôi, thế là ba hộp mì dành cho ba khách hàng đã xong rồi này các bạn. Vậy, một quả trứng của Minh Đồng. Còn ông chủ ra bảo sẽ đang bóc trứng cho khách luôn. Ôi, cốc mì của Minh Khoa này ngon thế. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào Gia Bảo. Gia Bảo ơi, con chuẩn bị đồ để bán đồ ăn sáng đúng không? Các bạn nhỏ ơi, Gia Bảo nha, có một quán bán đồ ăn sáng với rất là nhiều đồ đây này. Bây giờ mới sáng nha, Gia Bảo sẽ chuẩn bị đồ để bán hàng. Lát nữa có khách đến ăn để Gia Bảo bán cho người ta ăn đúng không? Bây giờ con chuẩn bị đồ đi nhá, sắp có khách rồi đấy. Chúc Gia Bảo hôm nay sẽ thật là đông khách nha. Minh Tùng ơi, Minh Khoa ơi, sáng rồi dậy thôi. Chào anh em nhá. Sáng rồi, bây giờ chúng mình mới ngủ dậy đúng không? Ôi, hai anh em ngủ dậy muộn thế. Trời sáng từ bao giờ rồi kìa. Hai anh em ơi, hình như là mẹ nghe thấy có người giao bán hàng, bán đồ ăn sáng ở gần đây này. Hình như ở gần đây có quán bán đồ ăn sáng đấy. Bây giờ chúng mình đang rất là đói bụng đúng không? Bây giờ hai anh em mình sẽ rủ nhau đến quán để ăn sáng nhá. Vâng ạ. Nhưng mà chúng mình có tiền không nhỉ? Có. Đâu tiền đâu mẹ xem nào. À đây, hai anh em đều có tiền luôn này. Thế bây giờ chúng mình đúc tiền vào túi cẩn thận nhá. Sau đó hai anh em mình sẽ dắt tay nhau đến quán ăn sáng. Sau đó, sau khi đã no bụng rồi chúng mình còn phải đến trường nữa đúng không? Đi thôi nào. Gia Bảo ơi, con đang xếp đồ đúng không? Con đã chuẩn bị hết đồ để có thể bán hàng cho khách rồi đúng không? Rất nhiều đồ ăn này các bạn. Ôi, có cả trứng này. Gia Bảo ơi, con giới thiệu cho các bạn xem là con có những món gì nào. Đây là trứng đúng không? Đây là mè. Đây là kiểu gì không? Đây cũng là kiểu gì không? Đây là xúc xích. Đây là kiểu con vào. À, đây là những món đồ chúng mình sẽ ăn sáng đúng không? Rất là nhiều đồ ăn ngon này các bạn. Hello. Gia Bảo ơi, có khách rồi kìa. Hai anh em Minh Tùng và Minh Khoa vừa mới ngủ dậy đang kêu đói bụng quá. Bây giờ ông chủ Gia Bảo có đồ ăn gì ngon không? Có đồ ăn gì mà có thể ăn nhanh để cho hai anh em ăn còn đi học nữa. Món mì tôm đúng không? Giờ chúng mình sẽ làm món mì tôm cho hai anh em này ăn nhá. Rất là ngon này các bạn. Rồi, mỗi anh em một hộp luôn nhỉ? Minh Tùng với cả Minh Khoa thích ăn mì tôm pha hay là thích ăn mì tôm xào nhỉ? Mì tôm pha. Rồi chúng mình sẽ pha mì tôm ăn luôn nhá. Ôi có cả thìa luôn kìa. Đây các bạn ơi, đây là hai hộp mì Gia Bảo vừa chuẩn bị ra để cho Minh Khoa và Minh Tùng ăn nhá. Đây có đủ các gia vị ở bên trong rồi này. Người ta cho sẵn rồi. Rồi bây giờ chúng mình sẽ cho nước vào để cho mì chín nhá. Một hộp đã xong, đậy vào. Đây chúng mình phải bỏ thìa ra, mình đậy vào cho chín nhỉ? Không ạ. Để thìa ở ngoài. Trong lúc trời mì hai em muốn ăn gì nữa? Em ăn cái này, em ăn cái này, em ăn cái này. Ôi, mình có thể ăn nhiều thứ thế. Bây giờ tức là trong lúc đợi mì chín là Gia Bảo sẽ chế biến thêm các món khác để cho hai em ăn kèm với mì đúng không? Đây các bạn ơi, có rất là nhiều món hai ngon nhá. Hai cái này của Minh Tùng, hai cái này của Minh Khoa. À, hai cái này của Minh Khoa chọn đúng không? Vâng ạ. Ủa, toàn thịt ngon chưa này? Đây là thịt chip chip đúng không? Vâng ạ. Đây là hình chú khủng long rất đáng yêu này Minh Khoa này. Còn rất là nhiều món ngon này. Toàn hình chú khủng long rất là đẹp luôn này đúng không? Ơ, Minh Khoa ơi, Minh Tùng ơi, hình như là có tiếng em bé khóc ở đằng sau kìa. Ồ, có em Minh Khôi kìa, em Minh Khôi đang khóc kìa. Hai chúng mình rủ cả em Minh Khôi vào ăn cùng luôn nhá. Ôi, em Minh Khôi chắc đói bụng quá hay sao mà đang khóc kìa các bạn. Minh Khôi ơi, Minh Khôi chào các bạn đây nào. Minh Khôi chào các bạn, các anh chị chưa?
Ôi, Minh Khôi đang khóc mà vẫn chào các anh chị kìa. Ông chủ Gia Bảo ơi, thế này thì ông chủ Gia Bảo phải pha thêm một gói mì nữa cho khách hàng Minh Khôi này các bạn. Đủ, để xem Minh Khôi đã. Minh Khôi ơi, Minh Khôi đói bụng quá con khóc đúng không? Khổ thân em Minh Khôi quá. Minh Khoa ơi, em Minh Khôi ở cạnh nhà con đúng không? Ồ, thì không biết là bố mẹ em Minh Khôi đâu mà để em Minh Khôi đói bụng quá, đi ra đường khóc luôn nhở? Thế chúng mình cho em Minh Khôi ăn cùng rồi lát nữa trả tiền hộ cho em ý nhá. Bây giờ có thêm khách hàng Minh Khôi đến ủng hộ ông chủ Gia Bảo nữa này. Giờ ông chủ sẽ phải pha thêm một hộp mì nữa đúng không? Vâng ạ. Đấy nào ạ. Ồ, thế này thì mì làm sao chín được? Mượn cái bên này nhá. Rồi, con bây giờ trứng này. Ông chủ Bảo ơi, ông chủ Bảo. Ê, bây giờ nhá, Minh Khoa với Minh Tùng thích ăn trứng này. Ông chủ Bảo phải tính tiền ý. Các bạn ơi, người ta bán trứng người ta đếm quả nhá. Còn riêng ông chủ Gia Bảo sẽ sử dụng cân để cân trứng rồi tính tiền đúng không? Ôi, nhòm kỹ thì kia chả biết đã nhìn thấy chưa. Bao nhiêu? 5 đồng. 5 đồng à? Chỗ trứng này 5 đồng đúng không? Được rồi, ông chủ cho vào xong đi để mình nấu lên nhá. Ồ, Gia Bảo ơi, con trở tay nhanh lên. Cái món đấy đang rất là thơm rồi nhỉ. Món thịt đã chín rồi, đổ ra đĩa nhá. Gia Bảo ơi, món trứng đã chín chưa? Chín rồi ạ. Đây là món thịt Gia Bảo vừa rán xong đúng không? Chúng mình đói quá thì chúng mình ăn trước nhá. Ăn món thịt trước nhá. Ô mì. Mì trứng chín rồi kìa. Chúng mình bóc trứng đi. Mì chín. Mì cũng chín luôn à? Đưa cho ba khách hàng ăn ăn mì luôn nhá. Đây. Ba khách hàng. Đây là của Minh Tùng này. Đây của Minh Khôi ơi. Đây là của Minh Khôi đúng không? Ui, món mì thơm chưa này. Đây là của Minh Khôi nhá. Bóc trứng nè. Ôi, thế là ba hộp mì dành cho ba khách hàng đã xong rồi này các bạn. Còn ông chủ Gia Bảo sẽ đang bóc trứng cho khách luôn. Ông chủ hôm nay chiều khách thế. Thế này thì ngày nào cũng bán thế này thì đắt hàng quá Gia Bảo nhờ. Vừa mở hàng cái có ba khách hàng ra ăn luôn rồi này các bạn. Mỗi anh em một cốc mì. Minh Tùng ơi, ngon không con? Minh Khoa ơi, ôi cốc mì của Minh Khoa này ngon thế. Minh Khoa ơi, có cả thịt này, thịt rán này. Thịt rán với cả cái sợi mì bảy màu kìa. Con ăn cùng đi, rất là ngon kìa. Ai, khôi, trứng. Ôi, sướng chưa ba anh em ơi. Hôm nay nhá, ông chủ Gia Bảo sẽ khuyến mại thêm cho ba anh em mình mỗi người một cái xúc xích này. Nhưng mà, ông chủ ơi, ông chủ Gia Bảo ơi, phải cắt ra thì mới ăn được chứ. Ông chủ quên mất à? Hôm nay khuyến mại cho khách lại quên đúng không? Phải cắt ra thì khách hàng mới ăn được nhỉ. Ông chủ Gia Bảo cắt xúc xích lâu thế, cắt chậm thế này thì khách hàng khéo mà ăn xong và mì tôm luôn rồi. Sao thế? Ông chủ đói quá à? Ông chủ bán hàng đói quá đúng không? Ồ, kìa các bạn nhìn kìa, thế là ông chủ cũng tự chuẩn bị cho mình một hộp mì luôn. Tranh thủ khách hàng đang ăn, cũng ăn luôn đúng không? Minh Khoa no bụng rồi đúng không? Minh Tùng no chưa con? Minh Khôi no bụng chưa? À, Khôi cũng no bụng rồi, thế là ba anh em no bụng rồi đúng không? Bây giờ chúng mình lấy tiền để trả cho ông chủ nhá. Gia Bảo ơi, hết mấy tiền nhỉ? 5 tiền tất cả đúng không? Nhưng mà chỉ có 4 đồng thôi. Thế là Minh Tùng có 4 đồng tiền, đưa 4 đồng tiền cho ông chủ đi. Còn Minh Khoa sẽ đưa thêm 1 đồng nữa. Con chỉ đưa thêm 1 đồng cho ông chủ thôi. Thế là bây giờ chúng mình đã no bụng rồi và đã trả tiền cho ông chủ xong rồi. Minh Khoa ơi, Minh Tùng ơi, bây giờ hai anh em sẽ phải đưa em Minh Khôi về nhà, sau đó thì chúng mình còn phải đi học nhá.
Rồi chúng mình chào tạm biệt các bạn nào, xong rồi chúng mình đi về nhá. Chào tạm biệt các bạn. Ông chủ Gia Bảo ơi, bây giờ con tiếp tục bán hàng cho những khách hàng khác nhá. Rồi con chào tạm biệt các bạn đi, xong rồi con lại bán hàng tiếp nào. Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mấy anh em nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Chào tạm biệt.